nhá. Hôm nay thì mình đang ở Phú Quốc và chúng ta sẽ tham quan một những địa điểm rất là nổi tiếng trên Phú Quốc, đó là chợ đêm Phú Quốc. Bây giờ thì mình đã vào đến cổng chợ rồi. Và chúng ta sẽ đi vào bên trong tham quan xem là nó như thế nào. Chào đi chứ một chút nè. Đây món này món gì em? Em thái nè. Được thử đi anh, nhiều người chứ kêu tôi. Em đồng ý. Cơ bản là có hàng quần áo, đồ lưu niệm và đồ ăn. Đồ nướng. Maybe you'll try that one.
này thì ở ngoài cổng chợ cơ bản là đây, đây là có bán cái đồ lưu niệm. Không gian không khí rất là tấp nập. Mới thử xí hủi vừa đó. Ở ngoài đi làm một miếng chay. Bây giờ mình đang đi sang cái khu vực ăn uống. Đây đồ lưu niệm, bên này là đồ nướng, đồ ăn. Trời trời đang mưa nhỏ. Em muốn gì em? Dạ là một chai ạ. Quyết định của mình thì sẽ đi một vòng, rồi lát nữa sẽ dừng lại ở một cái quán ăn nào đó, thưởng thức một số cái đặc sản của Phú Quốc xem thế nào. Cái này canh cái dừa, nước dừa đi anh chị ơi. Đó, phô mai 30 vị. Em ơi, cảm ơn nhá, lát nữa anh quay lại. Này có món nướng. Thank you.
Có bài này. Đây thì có lẽ là còn rất nhiều nhưng mà mình không thể đi ở nhiều chỗ nữa, đang mưa nên là có lẽ mình xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé, ở cái tour khám phá của mình ở Phú Quốc miền Tây. Xin chào và xin được hẹn gặp lại các bạn nhé.